không kéo vô luôn hả? Chứ đâu, hút cái này lên cái kéo kia đâu nước lên bãi luôn vậy hút. Hút cái này lên rồi đập mấy kéo kia cho nó nước lên bãi luôn. Này cắt cỏ cho bò ăn à. Nguyên cái ruộng này trồng cỏ luôn nha các bạn. Này máy Honda chế à. Chế bắt vô cái dễ sao quá trời lớn. Cái lô này nó kéo bị dài tới gần 100 thước luôn á. Miếng này thằng ngắn dài dữ lắm luôn. Máy Trung Quốc. Rồi mình sẵn ở trên. Máy đó nó dễ xài lắm. Này đạp hả? Đạp. Có tại có bình đề đó kìa, cái chúng lấy mất cái bình đề. Tôi bỏ cái đồng chúng lấy mất cái bình đề và nghỉ đề luôn. Vậy nó dễ xài lắm. Tao mua mấy cái 500 ngàn đồ mấy cái nhiêu. Về tao rửa gáy lại đào qua cho thay cái bình xăng con không à. Chạy tới giờ đó 2-3 năm rồi. Vậy cũng tiện rồi à. Khỏi phải ôm hốt vô khỏe. Ôm hốt gì nổi, tới 3-40 con bò đó mày cho ăn. Ôm hốt sao nổi. Chịu lắm đó, cái kéo này bằng con trâu cổ kéo lên đó. Này kéo cỏ từ ngoài đó vô nha các bạn. Khỏi phải hốt. Lôi từ ngoài đó vô. 20 con là ăn được 20 con ăn một buổi một kéo đó. Đi chịu cho ăn luôn. Này đó là tự mình hạng này luôn hả? À. Này đóng bằng dây. Đóng đất. Nghỉ đây. Để mua cỏ nó nặng hơn nó chạy cái này. Vậy nó lớn. Có cái dĩa nào đó dĩa chiếc xe gì ta? Honda. Honda lớn như cái gì? Đó, đợi cái mấy giả xuống mình nó chịu không nổi chứ, chứ lên cái đó chừng 70 găng lụng ở ngoài nó có bán cái cỡ chừng 70 găng có. Lên cái chừng 70 găng lụng kéo đã luôn. Bây giờ nó gấp giả xuống. Không con nhỏ nào những con bự rụng bự chút nữa nó cắn nó kéo mình xuống rồi cũng hơn. Bự thì cũng kéo ngon mà đều có ăn cái gì vậy giả xuống mình sẽ chịu không nổi, tát giả xuống á. Cái gì